Vâng, thưa các bạn, với vẻ bề ngoài chân chất cùng với nụ cười hiền lành, nhiều người không thể tin được rằng Vương Phạm thật sự là một triệu phú đô la trên đất Mỹ. Vương Phạm thì trong thời gian vừa qua thì liên tục xuất hiện trong một số vlog đây của Khoa Bất. Mình sẽ đi ăn ốc, ăn tôm, ăn cua hải sản gì đó, đặc sản của Houston, đi anh Dương. Còn ai muốn mua nhà, mua đất thì nhìn ông này là đen, nhìn cái tướng đen là biết là dân công trình rồi, đất rồi, ai rồi đó. Vương Phạm gây được sự chú ý mạnh mẽ vì có thông tin là anh chàng là 1 triệu phú đô la trên đất Mỹ. Tất nhiên những đồn đoán kia nhiều người không thể tin được. Bởi nhìn sơ qua thì anh chàng triệu phú thì có vẻ ngoài hiền lành và cách nói chuyện thì được nhận xét rất là chân chất và bình dị, không giống như vẻ sành sỏi của những người kinh doanh nhiều kinh nghiệm. Vậy Vương Phạm là ai? Anh chàng có phải là triệu phú đô la Mỹ? Vương thì sinh ra ở Củ Chi, lớn lên ở Củ Chi. Đến năm 16 tuổi thì Vương qua Mỹ du học. Thì nói chung gia đình của Vương cũng thuộc dạng cũng khá giả thôi, chứ không phải là dạng giàu gì lắm. Thấy Vương thì tưởng đâu Vương giàu, thật ra cũng không phải đâu nha các bạn. Là tiền mua này mua kia cũng toàn là tiền nợ không á, chứ cũng không có phải là giàu có gì. Vương Phạm thì tên đầy đủ là Phạm Đình Quốc Vương, sinh năm 1991. Hiện đang là chủ của một doanh nghiệp gần 200 nhân viên và có thu nhập hàng triệu đô la mỗi năm từ nhiều nguồn. Anh còn sở hữu nhiều căn nhà triệu đô trên đất Mỹ, có một cái doanh trại là rộng tới 120 hectare và cả một sở thú được xây dựng chỉ để ngắm cho vui. Sinh ra Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 16 tuổi thì Vương Phạm đặt chân lên đất Mỹ để du học. Sau 5 năm chạy chợt kinh doanh thì anh ta đã phải bỏ dở việc học để bắt đầu việc khởi nghiệp. Trong sự nghiệp của mình thì anh chàng đã từng thất bại đến 2 lần và thậm chí thì có lần còn vô tình vi phạm luật Mỹ, suýt nữa bị coi như là đuổi về nước vì bán hàng online có doanh thu cao mà không đóng thuế vì không nắm rõ luật. Và sau lần đó thì gia đình ở Việt Nam phải bán đất để hỗ trợ. Hiểu được nỗi vất vả của gia đình cùng với quyết tâm cao thì Vương Phạm lại đứng lên khởi nghiệp và thành công. Công ty marketing của Vương Phạm đã lọt vào top 800 công ty phát triển nhanh nhất nước Mỹ năm 2019, đem lại doanh thu từ 800.000 đến hơn 1 triệu đô mỗi tháng. Vâng, và sau nhiều năm rất là thành công về lĩnh vực marketing và viết phần mềm cho các tiệm nail của người Việt ở Mỹ, Canada, Úc và châu Âu. Hiện tại Vương Phạm đang chuyển dần sang thêm lĩnh vực xây dựng. Mặc dù là rất là giỏi giang xuất sắc nhưng mà trong những vlog của mình thì anh chàng rất là khiêm tốn. Tuy là một người có rất nhiều tài sản nhưng mà Vương Phạm và gia đình thì luôn gắn bó với cái cuộc sống ruộng vườn dân dã. Anh và gia đình thì sống bình dị trong một căn nhà chỉ có 5 phòng ngủ ở một cái khu trang trại chỉ có giá là 65.000 đô. Có lẽ là sống ở nông trại thì Vương và gia đình thì cảm thấy không khí thoải mái và trong lành. Vâng, và mới đây thì Vương Phạm khiến cho người xem rất là xôn xao khi đã đăng một cái lời cầu cứu từ Vương Phạm lên YouTube. Trong video thì Vương Phạm đã chia sẻ về vấn đề bị hacker phá hoại, liên tục đổi tên công ty chuyên về marketing của anh trên Google thành một cái gara sửa xe ô tô. Và cái vấn đề này thì đã xảy ra rất nhiều lần và khiến anh chàng rất là đau đầu. Và anh ta thì còn nhắn nhủ với cái người hâm mộ mà ai có quen với lại hacker khét tiếng Hiếu PC thì giúp anh kết nối để xin sự giúp đỡ. Thì không biết cái việc này thì Khoa Bớt có giúp đỡ được cho Vương Phạm hay không. Nhưng mà có lẽ Hiếu PC cũng rất là bận, nhưng mà nếu có thể thì cũng sẵn sàng giúp đỡ anh chàng này thôi. Và rất là nhiều người thì nghĩ rằng là chắc là do mấy anh chàng hacker Việt Nam thôi. Tại vì gần đây nhiều người biết Vương Phạm qua Khoa Bớt quá nên mấy anh chàng hacker vui tính vô quẹo chơi vậy thôi. Vâng, đi thuyền lớn thì có lẽ thì cũng hay gặp sóng to. Mong là Vương Phạm cố lên và cái thông tin sẽ được nhanh gửi đến Hiếu PC. Hiếu PC sẽ giúp đỡ nhanh nhất cho Vương Phạm.